xin chào anh em nhé. Đấy, hôm nay lại tiếp tục với anh em một số các sản phẩm mới. Đó là thương hiệu Flux. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em một số cái sản phẩm của Flux, đó là dòng tip 1/2. Thì trước mình cũng có giới thiệu cho anh em đó là đầu 3/8, đầu rời, các loại rời. Thì hôm nay là sẽ có 1/2 loại rời. Thì một số cái video lần trước thì mình có giới thiệu bộ rồi, nó nằm trong cái hộp ạ, thì nó đầy đủ. Thì nói chung thì tất cả những cái gì mà anh em muốn sử dụng từ bộ, từ lẻ thì nó sẽ có đầy đủ hết. Đó, thì với cái bộ lẻ thì mình có những cái bộ lẻ trên cái dây này á. Thì trên dây này thì nó chỉ có 22, nhưng mà mình cũng có nhập lẻ cho tới 24, thường thường 32 thì rất là ít xài. Thì mua lẻ đấy thì mình kiếm ở trong cái thùng á, cái bộ xe 24 27 thì phải. Nó nằm trong cái thùng mà kiếm nó hơi lâu, cho nên là mình chỉ giới thiệu trước cho anh em một số cái bộ nằm trên dây này thôi. Thì anh em có thể tự mua hoặc set up thêm. Thì ngoài ra thì giới thiệu thêm cho anh em một số cái hàng của Annex và sản phẩm của Tsunoda, đó là ba cái dòng kìm mà phổ biến mà bán chạy nhất hiện nay của công ty. Đó, thôi thì mình xin giới thiệu luôn. Thì lời đầu tiên thì cũng rất là mong anh em trước khi xem thì ủng hộ kênh bằng nút đăng ký, subscribe giúp mình, hoặc là like chia sẻ cho những anh em nào mà đang cần hàng đồ Nhật mà giá lại bình dân, đôi khi lại còn ngang ngửa, lại rẻ hơn với hàng Đài Loan. Đó, chứ còn không có rẻ hơn được Trung Quốc đâu anh em nhé. Thì rẻ lại đôi khi là rẻ hơn hàng Đài Loan đối với những hàng nào mà nhập khẩu ạ. Đó. Rồi, đầu tiên thì mình xin giới thiệu cho anh em đó là một chiếc tô vít dạng đầu tip. Đó, tô vít dạng đầu tip anh em nhé, của hãng Annex. Tô vít tip 8, 8x125, dòng lô 6000, made in Japan. Đó, ở đây gồm là cái đầu khẩu anh em nhé, đầu khẩu 8. Đó, này, đầu khẩu 8 này, đầu khẩu 8. Đó, mã sản phẩm là lô 6000, chiều dài là 8x125. Đây là tổng tính từ miệng cho đến cái thân này là 125. Đó, đoạn này là 125 anh em nhé. Giá sản phẩm là 153.000. Đó, lô 6000, 8x125, giá là 153.000. Anh em nào mà cần chiếc gồm một cái dạng như tô vít chữ T ấy, thì đây là tô vít thẳng đầu tip anh em nhé, giá là 153.000 cho tô vít đầu tip 8x125. Rồi, cái thứ hai nữa là một chiếc tô vít đầu tip 9x125. Đó, tổng chiều dài ở đây là 125, đầu khẩu vận ốc 9. Đó, có giá là 153.000. Giá là 153.000 anh em nhé. Nô 6.000, 9x125. Đó, đầu tip 9, hai mã là bằng giá nhau. Rồi tiếp theo đó là đầu tip 10. Đó, nô 6.000, lục giác 10, đầu tip 10x125, made in Japan. À, anh em này. Nô 6.000, made in Japan, tip 10x125. Đó, đây cũng là đầu vặn ốc 10, đầu vặn ốc 10, H10. Đó, 10 đây. Tổng chiều dài từ đây đến đây là 125. Có giá là 195.000 anh em ơi. Giá là 195.000. Đó, nô 6.000, H10x125, giá là 195.000. Rồi, cái thứ hai đó là một chiếc tô vít Annex nô 6.000, tip 11x125 hay là H11x125, hàng made in Japan của hãng Annex, là siêu xịn sò rồi anh em ạ. Đó, made in Japan. Đó, giá cũng là 195.000 anh em nhé. Giá là 195.000. Đây là đầu tip 11. Đó, vặn ốc 11. Rồi, tiếp theo nữa là giới thiệu cho anh em đó là một chiếc cũng là của Annex, đầu tip 12x150, nôi 6.000, H12x150, made in Japan của hãng Annex, có giá là 212.000. Đó, đây này, giá là 212.000. Nô 6.000, H12x150, giá là 212.000. Rồi, cái tiếp theo đó là dòng tô vít đầu tip H13x150, nô 6.000. Đó,
đầu tiếp 13 anh em nhé. Đó, đây thì xài cho anh em một số sửa máy móc hay là gara ô tô, có giá là 222.000, nô 6.000, 222.000, H13 x 150. Đó, ngoài ra thì anh em để ý, nếu mà đăng ký kênh của mình thì có một cái bộ mình đã setup hình như là từ 5.5 cho đến H13 cho đến size 13. Đó, 8 món. Hình như nó 2 triệu mấy đó. Đó, thì anh em có thể xem video, comment anh em mua lẻ cũng được, mua bộ cũng được. Rất là đa dạng. Sản phẩm là hàng của Nhật rất là đa dạng anh em nhé. Rồi, cái thứ hai đây là mình muốn giới thiệu cho anh em, đó là dòng Tsunoda. Đây là 3 mẫu kìm. Đó, đây là một mẫu thiết kế mới dòng cắt khỏe, dòng kìm cắt cáp anh em ạ. Trước nó là CA22. Đó, nó là dòng phổ thông, thì bây giờ nó là dòng cắt khỏe, cắt cáp mà cắt khỏe. Đó, tay đúc nhựa cứng, hàng rất là xịn sò, hàng có kinh TTC. Có mã sản phẩm là CA22G. Đó, đây là dòng cắt khỏe. Chiều dài là 150, cắt cáp truyền thông anh em, cắt cáp nhé. Đây là dòng cắt cáp. À, cắt được dây điện phi 9 này. Đó, phi 9 này. Dây điện Y4 là 22 này. Đó. Cắt rất là to. CA22 made in Japan trên thân sản phẩm. Đó. Độ cứng của sản phẩm là 54 đến 62 HRC, độ cứng rất là cao. Có giá là 336.000. À, anh em nhé. Giá là 336.000 cho một sản phẩm rất là xịn sò đến từ Nhật Bản. Đó, anh em thấy không? Đây nó có cắt cáp nhỏ này, chỗ lưỡi này, nó có hai lưỡi này, lưỡi cắt nhỏ và lưỡi cắt to này. Đó, cắt 9 và cắt 22. Đó, cho nên là anh em rất là tiện. Đó, mã sản phẩm CA-22G. Chiều dài là 150, hãng King TTC. Made in Japan, giá là 336.000 cho một chiếc kìm cắt cáp điện. Rồi. Cái tiếp theo đó là một chiếc kìm mỏ nhọn dòng cắt khỏe. Đó, có mã sản phẩm là PVK232DG. Đây là dòng cho thợ điện hoặc là anh em nào mà làm bên điện tử, sửa chữa điện tử này. Gắp mấy con tụ điện này, đó anh em nhé. Gắp tụ điện. Rất là hay, cắt được dây thép này. Đó, thép mềm 2 này. Dây đồng là 3.2 này. Đó. Rồi dây điện là 3.5 mm này. Còn cái gì 1.2, hình như là thép không dỉ 1.2 hả? Hay là thép lò xo 1.2, thép không dỉ gì đó, piano ạ. Rồi, mã sản phẩm này nó sẽ giảm tiết kiệm cho anh em một cái lực bấm là 30%, nghĩa nó sẽ giảm đi cái công suất cắt, có nghĩa là cái tay bóp của mình sẽ giảm đi. Đây là dòng cắt khỏe mà. Đó, cái lực mình sẽ giảm đi, thay vì mình sẽ phải bấm nghiến răng nghiến lợi là 100% công sức thì mình chỉ bấm 70 thôi. Đó, nó tiết kiệm cho mình được 30% công sức. Đó. Mã sản phẩm BVK232DG có giá là 311.000 anh em nhé. Hàng là hàng của Tsunoda made in Japan. Đó, Power BVK232DG. Đó. Ở đây có rất nhiều chức năng này, cắt này, tuốt dây này, bấm cốt này, tách dây đôi này, kẹp giữ này. Đó, kẹp giữ tròn này, các loại như là ốc đầu tròn này hoặc là giữ các cái chi tiết nhỏ. Đó. Này. Cắt, kẹp, giữ, đó, nói chung là mình vặn. Độ cứng là 56 cho đến 62 HRC. Hàng 100% sản xuất tại Nhật Bản. Anh em có thể tra trên website của hãng. Đó, mạng Siri. Trang web của website của hãng. Đó, tổng chiều dài là 150. Đây có chức năng này. Đó. Hàng rất xịn sò nhé. Tay cầm là nhựa đúc đàn hồi. Rất là êm tay. Đó. Mã sản phẩm là BVK232DG. Chiều dài là 150. Có giá là 311.000. Hàng rất là rẻ. Đó. Anh em mua đi chứ đừng đợi là giá nó lên đó. Tại vì hàng là nói chung là hết lúc nào không biết, cho nên qua năm sáng tháng 2 là có khả năng là điều chỉnh giá rồi. Đây một chiếc kìm cắt khỏe, dòng kìm điện đa năng, dòng Power PVK 103DG.
cũng tiết kiệm được cái công sức là 30%. Đó, gồm có dây dây điện loại đồng. Đó, 32 4 ly. Điện là VVF 2.0 x 3 lõi. I4 là 14 mm. Dây hình như là inox là 2 ly, dây thép lò xo ạ. Có giá là 418.000 nhé. Tsunoda Made in Japan Power PVK 105DG. Đó, giá chiều dài là 175. Độ cứng rất là cao anh em nhé, 58 đến 64 HRC, lúc nãy là 56 đến 62. Thì dòng này nó sẽ là 58 đến 64 HRC. Đó, anh em tra kỹ nhìn kỹ. Đó. Dòng này thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều, bây giờ giới thiệu lại cho anh em thôi tại vì hàng cũng mới về mới hết. Đó anh em này, nhìn trên ngưỡng hàng rất là đã. Đây. Cho anh em đó, anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn răng hàm mặt của nó này, đó. Hàng rất là đã anh em ạ. Đó, nhìn răng hàm mặt này, tay cầm rất là khỏe. Đó, đây này. Made in Japan. Đó. Power PVK 105DG. Đó. Tại vì mình lôi ra sợ cái tay mồ hôi nó dính dáng và nó bị rỉ sét, cũng rất là ngại. Đó, anh em thông cảm một chút, tại vì hàng này thì anh em có thể đến trực tiếp showroom bên mình nhé. Rồi, đây là một chiếc kìm cắt đa năng hay gọi là kìm điện. Mã sản phẩm PVK 103DG, có giá là 418.000. Chiều dài 175. Đó, hàng rất là xịn sò đến từ Nhật Bản. Giá cũng rất là hấp dẫn cho anh em. Đó là một ba kìm anh em có thể cho dùng cho thợ điện. Đó. Anh em thấy không? Hàng rất là VIP để cho anh em sử dụng. Rồi, anh em nào quan tâm hãy comment xuống bên dưới hoặc là ép Zalo của mình để được hướng dẫn tư vấn nhiệt tình hơn hoặc là chi tiết hơn. Đó. Rồi, tiếp tục bây giờ anh em mình đều đến với cái sản phẩm đó là hàng Flux Tool. Đó, hàng một công ty của Nhật Bản chuyên gia công theo yêu cầu LOM cho các hãng khác. Đó. Chuyên về típ, về khẩu, gồm có típ đen, típ trắng hay là tay vặn. Rồi, đầu tiên đó là mình xin giới thiệu anh em đó là dòng tay vặn tự động. Tay vặn tự động của hãng Flux. Đây là dòng phổ thông, là dòng cổ điển. Đó. Hàng rất là dày dặn này. Flux Made in Japan thép CRV OH. Đó. Cầm rất là nặng và đã tay, cầm rất là đã tay. Thiết kế là dòng tay cầm ở đây. Rãnh, đó. Hàng này mình nhớ mang máng nó rất giống là hàng của KTC anh em. Anh em nhé. Mã sản phẩm R40R nhé. Mã sản phẩm R40R. Đây này, để mình giới thiệu ở đây không? Có ở đây không? Đây. Mã sản phẩm này. No R40R. Recharge, đó, tay vặn tự động R40R nhé. Đây là dòng 40 răng. Đó, tiếng kêu nó rất là nhẹ. Còn loại 24 răng thì tiếng kêu nó cao to hơn, nó đanh hơn. Dòng 40 răng đó là 1.086.000. Giá đã có VAT. Nếu mà anh em nào mua thì hãy liên hệ giúp mình hãng thương hiệu Flux Tool Made in Japan. Đó. Ở đây là trang web của hãng này. À, đây là thông tin của hãng. Hata Manufacturers. Đó anh em nhé. Flux Tool Made in Japan. Tất cả sản phẩm này là Made in Japan. Đó. Hàng cầm rất là đã tay, tiếng kêu rất là êm. Đó. Đã xong nhé. Một tay cầm là tay vặn 1/2 dòng tự động R40R 1.086.000, giá đã bao gồm VAT. Rồi. Cái tiếp theo mình xin giới thiệu anh em đó là một tay vặn lắt léo. Flux Tool Made in Japan. Thép CRV nhá. Mã sản phẩm là F4250. Mã sản phẩm là F4250, có giá là 734.000 tổng chiều mạng. Đó. Các bạn được một đổi chiều được 180 nhé. Mã sản phẩm F4250 có giá là 734.000, tay vặn
lắt léo 1/2 hàng Nhật Bản Made in Japan thương hiệu Flux. Rồi, món thứ hai là đã giới thiệu cho anh em, hàng cầm rất là đã tay anh em ạ. Anh em nào thiếu thì mua lẻ, hoặc là anh em nào mua bộ cũng được, setup bộ cũng được. Rồi, cây thứ hai mình xin giới thiệu đó là một chiếc cần trượt chữ T. Đó, cần trượt tự kê hay là tay công chữ T, tay công trượt. Đó, hàng Flux Tool Made in Japan. Đó, mã sản phẩm ST4250 có giá là 301.000, giá là 301.000 cho bộ cây, cho cây trượt chữ T 1/2 inch, hãng Flux Made in Japan, thép CRV, hàng xịn sò đến từ Nhật Bản. Tất cả những cái giá mình đọc ở đây là giá đã bao gồm VAT cho anh em. Rồi, đây là hai cây, ba món chủ đạo nhất trong một bộ sản phẩm vặt ốc. Tiếp theo mình xin giới thiệu thanh nối dài 1/2 inch của hãng Flux. Đó, 1/2 inch. Tổng chiều dài là 250, hay còn gọi là 10 inch. 10 inch là 250. Đây anh em này, phải không? X3 này, đó, 1/2 x3, 250. Đó, anh em nhé. Tổng chiều dài là 250 của hãng Flux Tool Made in Japan. Mã sản phẩm E4250, E là X3 đó. Chiều dài là 250, 4 là 1/2. Đó, có giá là 257.000. 257.000, anh em nào cần thì hãy liên hệ. Hàng rất là đã anh em ạ. Đó, anh em nào mà có đồ nghề gara ô tô, nó muốn sửa chữa thì nên sắm cái bộ xịn mà xài, hàng cho đỡ bị hư hỏng nhá. Thanh nối dài 10 inch, giá là 257.000, E4250. Rồi, thì trong bộ sản phẩm á, thì anh em có thể cần chiều dài hoặc ngắn hơn, thì mình có giới thiệu thêm cho anh em, đây là cây thanh nối dài 1/2, chiều dài là 150, mã sản phẩm E4150, có giá là 178.000 nhé. Hàng Flux Tool, thương hiệu Flux Made in Japan, thép CRV, hàng cực kỳ xịn sò. Đó, Made in Japan thì các anh mới chịu cơ. Đó, Made in Japan, có giá là 178.000 anh em ạ. Đó, anh em có thể xài cái loại dài hoặc loại ngắn để kết hợp tùy vào công việc, mục đích sử dụng của mình, sử dụng nhiều hay ít. Rồi, đó là một cây 50, 150, thì bây giờ anh em có thể xài một cái cây ngắn hơn một chút nữa, đó là 125, E4125, 162.000, đó là thanh nối dài cho dòng sản phẩm 1/2 hãng Flux Made in Japan. E4125 có giá là 162.000, hãng Flux Made in Japan, đầu 1/2, đó, thanh nối dài. Rồi, ngắn hơn nữa thì mình lại có một cái sản phẩm, đó là 3 inch hay là chiều dài là 75, có mã sản phẩm E475, đó, đầu 1/2, 475, E475, giá 140.000, đầu 1/2 nhé. Rồi, tiếp theo đó là cây Socket Spark, đó là tip mỏ buji, đầu 1/2, Flux Made in Japan, thép CRV. Đó, size 18, mã sản phẩm SB4186, có giá là 125.000. Đó, tip mỏ buji 18mm, giá là 125.000, mã sản phẩm SB4125, thương hiệu Flux. Rồi, anh em nào mà làm bên ô tô thì sử dụng tip mỏ buji 21, thì ở đây có mã thương hiệu Flux Made in Japan, size 21, có mã sản phẩm SB4216, đó, có giá là 132.000 anh em nhé. Hàng rất là xịn, đó, hàng rất là xịn. Đó, 4126, có giá 132.000, tip mỏ buji. Ở đây trên tay của mình đây là dòng ba cái đầu tip vặn bánh xe, tip mỏ bánh xe. Đó, dòng này thì anh em có thể dùng tay hoặc dùng súng đều được cả, đều được cả. Đây là dòng thiết kế cho súng mỏ bu lông. Đó, cho anh em mở một số con ốc bánh xe, ví dụ như bánh xe du lịch hoặc là bánh xe tải vừa và nhỏ. Ở đây bánh xe tải thì bao giờ nó cũng có độ sâu. Đó, cái dòng ví dụ như cái mấy cái đồ ngắn này này,
đôi khi là chiều sâu nó ngắn quá là nó bị cấn cái cấn với cái súng của mình đó, hoặc là cái tay vặn của mình nó bị cấn. Thì ở đây là tiếp mở bánh xe hay là tiếp mở bu lông bánh xe, thì nó có 3 size chính, đó là size 17. Size 17 anh em nhé, có size 17 thương hiệu Flux. Này, mã sản phẩm SVKPS417 có giá là 352.000. Có nhìn quá. Rồi, size 17 Flux made in Japan đó anh em nhé. VKPS417 giá là 352.000 anh em. Rồi, đây là một size 17. Rồi, xe tiếp theo đó là size 19 thương hiệu Flux. Flux made in Japan, thép CRV. Đây là thép CRMO nhé anh em nhé, cái típ đen này là thép CRMO chứ không phải thép CRV đó. Cho nên là anh em để ý một chút, đây là thép CRM này, CRM là thép CRMO đó. Mã sản phẩm là VKPS419 có giá là 360.000, thương hiệu Flux, thép CRMO made in Japan, mở size 19 anh em nhé. À, tiếp mở bu lông bánh xe đầu 1/2 đó, size 19 có giá là 360.000, SVKPS419. Rồi, cái con ốc tiếp theo mà bánh xe hay sử dụng nhất đó là dòng 21 Flux made in Japan đó, thép CRMO 21, mã sản phẩm VKPS421 có giá là 367.000. Chênh lệch nhau cũng không có nhiều lắm đâu anh em ạ. Rồi, đó là xong 3 mã tiếp mở bánh xe. Thì bây giờ đến sản phẩm cho anh em, đó là bộ khẩu tiếp trắng hay gọi là tiếp trắng, đầu socket tiếp trắng anh em nhé. Đây là bộ tiếp 246812, 246810, 246810. Bộ khẩu 10 chi tiết từ 10 cho đến 22, gồm có tiếp 10, tiếp 10, tiếp mấy đây trời, 10 hình như xem này, để mình 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 16, 17, 19, 21 và 22 đấy nhá anh em nhá. Còn tiếp 22, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 gồm 10 đầu từ 10 cho đến 22, đầu 1/2, mã sản phẩm RSA-10 là 10 chi tiết có giá là 675.000, rẻ không anh em, thấy bộ tiếp rẻ không đó. Hàng của Nhật Bản siêu xịn sò, thép Flux này đó anh em thấy không, Flux này made in Japan, thép CRV, thép CRV nhá. Có mã sản phẩm đó, Flux tất cả đều có. Mã sản phẩm là RSA-10 giá là 675.000, bộ tiếp 1/2 từ 10 cho đến 22, rồi hệ mét anh em nhé. Rồi tiếp theo đây là một bộ tiếp hệ in đó, hệ in là từ bao nhiêu, từ 3/8 cho đến 15/16, từ 3/8 cho đến 15/16, đây 3/8 đó, 3/8, 15/16, hàng thương hiệu Flux made in Japan, thép CRV. Mã sản phẩm RS4-10A có giá là 712.000. Đã, mình về có mấy bộ mà có mấy khách đã đặt gần hết rồi, còn một số bộ thôi, còn một số 1-2 bộ anh em nào mà đang xài hệ in thì hãy nhanh tay liên hệ nhé, không là hàng là sẽ hết đó, sẽ hết trong năm ạ. Rồi, bộ tiếp hệ in, mã sản phẩm RS4-10A có giá là 712.000 đó, bộ hệ in anh em nhé, bộ hệ in 10 món. Đây là bộ tiếp dài anh em, đây là bộ tiếp dài, bộ tiếp dài này thương hiệu Flux
từ 10 cho đến 22. Đó, cũng 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22. Đó, đó anh em thấy không? Tiếp dài 1/2, mã sản phẩm RSD 4 gạch 10, RSD 4 gạch 10, RSD 4 gạch 10. Giá là 1.541.000, hàng quá là VIP và đẹp luôn. Nói thật chứ anh em mà xài hàng này đã. Đó. À. Anh em nhìn nó làm flag này. Made in Japan này, CRV 22. Hàng cực kỳ đẹp. Đó. Đẹp lắm anh em. Đó, anh em ạ. Đã, đó. Tiền nào của đấy. Rồi. Bộ tiếp dài RSD 4 gạch 10 có giá là 1.541.000. Anh em nhé, bộ 10 chi tiết hệ mét. Không biết mình có hệ in đầu dài này không ta. Quên chả để ý ạ. Đó thì bây giờ như thế này anh em có thể mua lẻ. Đó. Mua lẻ hoặc mua bộ. Bộ mình giới thiệu trong video trước thì anh em chịu khó đăng ký kênh để theo dõi các cái video mình ra. Thì anh em có thể mua một tay công. Đó. Tay công là 1.086.000. Rồi. Ví dụ như bộ này anh em có bao nhiêu? Bộ hệ mét. Đó, 600. 7 nói chung là 1.700.000. Anh em 1.700.000 là anh em có một tay cầm này. Đó, ngoài ra thì anh em có thể mua thêm thanh nối dài 1.700.000. Nếu mà anh em mua nhiều thì mình có thể hỗ trợ khuyến mãi cho anh em hoặc là free ship cho anh em. Đó. Hoặc là anh em cứ tới văn phòng chiêm ngưỡng để sử dụng những sản phẩm nào mà nó nhất thiết phù hợp với mình. Ngoài ra thì bên mình rất là còn rất là nhiều, ví dụ như hàng của Top, hàng của Asahi, đó, Top, Asahi, Picus, rất là nhiều anh em ạ. Hàng rất là đa dạng để cho anh em, nếu mà anh em vào đây mà nhìn thì chỉ có phê thôi. Đó. Thì anh em nào mà muốn mua đặt trực tiếp thì có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại mình đã ghi ở bên dưới hoặc là phần mô tả. Còn anh em nào mà muốn chiêm ngưỡng trực tiếp thì anh em xin vui lòng đến với showroom của bên mình tại Hồ Chí Minh, số nhà 21-2 Huỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Anh em chạy đường Huỳnh Thị Hai nhớ chú ý giúp mình số nhà 55 đối diện số nhà 557 anh em nhé. Còn ở ngoài Hà Nội thì anh em có thể ghé qua văn phòng mình, bên mình ở ngoài Hà Nội, đó là số 19 ngõ 48 phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Đó, anh em trước khi đến thì hãy liên hệ giúp mình. Tất cả những hàng này là bên mình đều có giấy tờ đầy đủ và hàng có VAT để xuất được hóa đơn cho anh em. Anh em nhé. Ngoài ra là anh em nào mà muốn đăng ký làm đại lý phân phối hoặc là hợp tác bán hàng thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ tới bên mình thì bên mình sẽ có bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ cho anh em các cái phần mà đăng ký phân phối hoặc là bán hàng phần chiết khấu anh em nhé. Rồi thì video này anh em cảm thấy hay thì like chia sẻ giúp mình hoặc là giới thiệu cho bạn bè. Đó, anh em phải mua những hàng ngoài chợ hoặc là hàng rao bán ở trên Facebook, nào là thương hiệu Nhật hoặc là công nghệ Nhật gì Technico Japan, đây là công nghệ Nhật nhưng mà hàng sản xuất tại Trung Quốc, anh em bị phủ phép hoặc là bị quảng cáo. Đó, những cái sản phẩm bên mình đều có tất cả, là anh em nào cần có thể tra mã, tra hãng. Đó, có tên công ty, nhà sản xuất đàng hoàng anh em nhé, chứ không có bán tào lao, tìm mãi không thấy thương hiệu, không thấy công ty đâu. Thì anh em hãy giới thiệu cho bạn bè cần sử dụng những sản phẩm chất lượng cao thì hãy giới thiệu giúp mình. Cuối năm thì cũng không có những cái gì nhiều thay đổi. Thì chúc toàn thể anh em một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe trong cái lúc dịch bệnh này. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ giúp mình. Xin chào.